đó, rình rau minh hạnh. Là rau dền, rau dền rất là ngon, rất là non luôn. Đây là rau đay này, đó, rau đay cũng rất là tươi tốt. Hôm nay quả dưa bé bé này héo hết lá rồi sao mang về? Bảo còn hai quả dưa hấu bé bé sao không mang về? Còn lấy thối rồi. Còn lá nữa đâu mà ma à, để? Thối lắm cô ơi. Em ơi còn lấy thối sạch rồi. Còn đâu rồi? Nước ông ra. Phải nước phải nước. Đây một người ham một quả, một người ham một quả. Ô, con này héo hỏng. Ô, tôi hết rồi. Nó phải héo hết rồi còn đâu nữa. Mang về khi nào ăn, ăn được và kín rồi. Rồi héo hết rồi, mang quả bé bé xinh xinh này về mà chơi à? Đúng rồi, đây này. Đây này. Đâu? Ở đây quả bé bé xinh xinh đây mà. Đâu? À! Quả đây. Ngâm đắng. Chị ăn cá này. Đâu vừa ăn này. Rồi, đi ra ngoài, muỗi rất là nhiều, nhanh lên. Đúng rồi, một tí lại ngã. Bảo đi ra ngoài kia. Đến gần mẹ nhiều muỗi lắm. Chạy ra ngoài kia ngay cho mẹ. Còn nữa đâu mà tìm, đi về. Con đang nghe thấy mẹ nói chưa? Mẹ bảo ông đi ra ngoài, con đang nghe thấy chưa? Hằng Nguyệt, có phải một mình con vào đâu? Mướp nữa. Đây, đây là rau mét. Wow, mướp, mướp rất là nhiều. Chạy đi về đi.
Bí đang chín này. Quả bí đang chín này, rất là to. Quả siêu siêu to luôn. Ông ơi, quả này nó bị vàng vàng kiểu gì ấy? Có quả bí nó bị vàng vàng kiểu gì ấy? Đâu? Làm cái gì? Có quả bí ấy, nó vàng vàng như kiểu nó sắp bị hỏng ấy. Đâu? Trời ơi, đừng vào trong này nhiều muỗi. Đâu? Đứa đốt tay linh tinh hết rồi kia kìa. Nhẹ, đấy. Quả này này ông này, quả này này này. Nó thối à? Không, nhìn như kiểu là nó vàng hỏng ấy. Đã như thế nào, mưa quá mà, chịu chết rồi. Đây, ông nội đây có một quả to đây này, nó khác lại thối hỏng hết đây này. Đấy, cháu thấy nghi quả này nó như kiểu nó không phải vàng như kiểu kia. Thế kiểu nào, hai lần sắp thối à? Đấy, ông nhìn thấy nó có lạ không? Thối quả kia gì? Vâng. Kể mẹ nó thôi, không biết được. Chịu được. Đấy. Quá nhiều rồi, đừng đưa đi nhá. Muối đấy, nó đốt cho trong. Ôi giời ơi, hỏng rồi mà ông. Đấy, kệ nó rụng vào thế này, không thành gì rồi. Nó rộp hết bên trong rồi. Chịu rồi. Mềm nhũn hết rồi. Mưa quá mưa, thôi ăn rồi. Rụng hỏng mấy cái rồi. Chịu rồi. Chịu nghiêm làm thế này đi. To nó mà nó vẫn hỏng, nó thối. Em lại. Đây quả này sờ nó rộp hết lên trong rồi. Không thành rồi. Nó đang chảy nước ra rồi. Thế thì nó chuẩn bị rơi xuống đất rồi mà. Vâng, chuẩn bị rơi rồi đấy. Không được ăn rồi. Kệ rồi. Mưa nhục quá, không thành rồi.